Xin chào quý vị, hôm nay mình tới đây mình quay cái shopping mall này cho quý vị xem à. Cái mall này gọi là cái mall Northgate Mall. Cái mall này xây năm 1965, rất là lâu rồi, trong những cái mall cũ nhất của Edmonton. Cái mall này thì có khoảng chừng 1.800 chỗ đầu xe. Đầu chung quanh cái mall này rất là rộng, thoải mái. Cái mall này rộng có chừng 47.500 một vuông. Còn trống thì có khoảng chừng có 70 cái tiền. Đây là cái cổng vào cái mô đặc biệt. Đây cái mô này nó có 2 tầng. Đây nó có cái tường bốc của tí. Đây nó có cái tường cái dịch vụ điện thoại di động. Tiệm bán quần áo á, bên kia thì cái tiệm bán đầu kèo bánh. Đây thì cũng có thêm cái tiệm dịch vụ về điện thoại di động. Tiền mất cánh. Cái mô này thì cũng không có lớn lắm. Cái mô này là trong cái mô mà cũ nhất của Edmonton, gọi là những cái mô mà nhỏ nhất và những cái mall mà ít người đi nhất. Và giờ đây thì chỉ có khoảng chừng 70 cái tiền. Bên kia có tiền dịch vụ di động Telus. Tiền này là cái dịch vụ này là trong 1-3 cái công ty lớn nhất ở Canada. Cùng với nhau một cắt tóc ở đây, hợp tóc. Đây là cái tiền bán về những cái đồ cho cái điện thoại để có thêm tiền cắt tóc, tiền bạc mà không đó. Voucher là trong những cái tiền mà cái dịch vụ về di động á, cái công ty này thì cần tranh lấy cái tiền theo là xuống kia đó. Đây còn có cái tiền mà gọn neo này là cái tiền của người Việt á, neo là của người Việt. Đây là cái cổng đi ra cái cổng khác, bên kia cũng có thêm tiền hợp tóc nữa. Chắc đi lên lầu đó, lên lầu hai coi ha. Hay là tại vì thời đang vòng coi thử có gì không. Thì có cái tiền bán dầu hoa, dầu thơm.
tiệm vàng. Đây thì cái tiệm bán giày. Món này nó cũng nhỏ với cũng không có cái gì hấp dẫn cả. Đây cái tiệm này bán đồ game nha. Bạn nào muốn mua game, game cũ cũng mở gì vô đây mua nè. Đấy, game cũ thì nó rẻ hơn. Còn đây thì cái tiệm bán về mấy cái thuộc thuộc gì ta, tiếng Việt là thuộc gì thì thuộc Bắc giống như mà thuộc Bắc thuộc đô ấy, thuộc chứng khoán, không phải chứng khoán luôn, thuộc gì tiếng Việt cũng quên rồi. Đây đó, đó là cái tiền mà bạn dầu hóa. Ô, đây còn có Walmart. Walmart này hồi xưa là cái tiền Zello. Zello là cái tiền đó lớn của Canada, đóng cửa xong rồi Walmart nó vào. Đến lâu à. Ở dưới lâu bao nhiêu đó thôi đó quý vị. Ok, vô lên lâu ha. Lên lâu coi thử có gì trên này. Trên lâu thì chắc là không có cái tiệm gì mà toàn là những cái văn phòng về khám cho sức khỏe, ví dụ như là phòng mạch, những cái dịch vụ mà về sức khỏe đó. Đó, đấy là cái dịch vụ mà về khám về ví dụ như ai đau lưng, đau xương, đau chân phóng thấp đồ người đó. Ở bên kia thì có cái thư viện của em, thư viện nhỏ thôi, thư viện lớn thì nó nằm ở trên phố, thư viện nhỏ. Đây là cái phòng mạch. Phòng mạch đó. Còn bên phải đây là cái phòng nha khoa. Thì nói chung là còn là bên này thì còn là những cái phòng mạch với phòng khám bệnh không ạ. Ở đây thì có cái chỗ để quý vị đi thử máu này. Thì quý vị nào mà chắc đa số tôi cũng hay đi thử máu ở đây này, tại vì đấy đầu xe rất là thoải mái thì vào đây để thử máu. Thì quý vị nào mà lớn tuổi thì hàng năm đi thử máu thì từ đó đó. Đây thì có cái tiền này họ khai thuế cho mình, hàng năm họ khai thuế bây giờ. Bây giờ là cuối năm, không quên bọn đầu năm rồi thì cộng tới ngày khai thuế rồi. Trước mặt quý vị đó là cái chỗ mà người ta tập về taekwondo, giống như tập võ đó. Thì quý vị nào mà có con em đó thì ở đây đang kỷ niệm cho con em tập. Ở đây cũng có cái chỗ bán đồ ăn này. Đấy thì cũng khoảng 10 tiệm nhỏ nhỏ, có tiệm tàu, tiệm hóa tình, cà phê. Nhìn tới nhìn mới chắc còn chưa tới 10 tiệm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiệm thôi. Rồi, bao nhiêu đó thôi quý vị, cái món này rất là nhỏ. Tới đây chút nữa coi có cái gì đâu kia không.
Cái nào này nhỏ quá, không có gì quấy đâu. Rồi xin chào quý vị ha, rồi hẹn lại cái video sau. Chúc quý vị vui vẻ, bye bye.